dầu nước mắm, nghệ gừng, hành tỏi, thì ướp trộn trong cái sốt to. Đã bỏ qua thau nhỏ và sẽ bọc lại các chiều mình nấu. Rất nhiều gia vị được ướp, tuy nhiên khi nấu thì là khóa bỏ bớt đi, chỉ cần nó thấm vào bên trong. Bỏ bớt cái gừng, cái nghệ bớt đi. Vịt chiên đã vàng một bên rồi, mới trở lại. Chiên có bột lòng, cho hơi xăng vớt ra và cái dầu còn lại thì đổ đi. Đây là hỗn hợp gồm có hành tỏi, mật ong, nước mắm. Bây giờ sẽ nhúng từng miếng vịt vào, bỏ rồi bỏ qua sau. Cho sôi một chặp, rồi chờ cái miếng thịt vịt sôi tiếp một chặp nữa, rồi vớt qua bỏ qua sau bên cạnh. Thêm vịt tiêu, vịt sôi cay, có trái đẹp cũng ăn, cay cũng đẹp. Có dọn ra mời ông nồi ăn con, mời bác còn ăn.